lần đầu tiên đi đánh giải thì mình vẫn chưa hề hay đấy là cái nhận xét thực sự luôn chưa có nhiều kinh nghiệm chưa biết phải làm như nào cho đúng chưa có nhiều kinh nghiệm chưa có chưa có nhiều những cái tiếp xúc nhiều với cả các đội nước ngoài và thật sự là cái 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 tâm hiểu biết của mình nó mù tịt cái tâm hiểu biết của mình hồi đấy nó chỉ đơn giản là ở xung quanh ở trong nước rồi đánh ở những cái server khác gặp những cái thằng nước ngoài đánh cũng thấy ok nhưng mà lúc đời đấy hồi đấy thì cái tư duy chơi thực sự rất là đơn giản mục đích chơi của mình là sao mình thích chơi điều này mình muốn chơi hay lên hàng ngày cứ ngồi chơi rồi, thua không sao hết, đấy nó mới là một cái tâm lý quan trọng nhất và nếu như mà tính ra về một cái tỷ suất hồi xưa một ngày có thể chơi khoảng 20 trận, chuyện rất là bình thường, thậm chí là còn muốn chơi tiếp. Thì với cái việc đấy, vô tình hồi xưa thì hàng ngày tôi đã luyện tay tôi khá kinh này, thật. Được cái đâu hồi xưa kiểu vì chơi nhiều và tôi vào cái thời điểm đấy đờ tình cờ kéo biểu tại sao cái tay của mình người. nó nhanh bãi lồn đấy thề với cả các bạn và trong nếu như mà hồi xưa đánh ho thì hay thực hiện được bị bạn mấy quả xử lý nó hơi bị xuất thần kiểu điêu cái lồn nhưng mà kiểu tiềm năng ấy thế là xong bắt đầu vào cái thời điểm đầu tiên đấy chính là cái thời điểm đầu được đi nước ngoài là đi thái lan là cái giải đầu tiên Đột đấy thậm chí các bạn phải hiểu là đi lần đầu tiên nhá là còn chưa chính thức tức là các bạn phải hiểu là chính thức theo một cái kiểu ấy mình đi nhưng mà vẫn chưa chuẩn nó lắm bởi vì thật ra là sao team sài gòn bị gặp nhiều những cái vấn đề không đi được các thứ xong rồi loạn hết cả lên thì mình mới gọi là được vào đây là các bạn phải hiểu là đi tham gia cái lần đầu bịt mẹ quả vác kiểu bỡ ngỡ với lột nhưng mà thực sự các bạn phải hiểu cái lần đầu tiên đi giải ấy, nó là một lần fail hoàn toàn luôn không phải gọi là fail ở một cái mức gì đấy hồi đấy đi đánh giải fail thì không đến mức là fail nhưng mà mình có thể làm được tốt hơn chắc là hồi xưa hơi bị thiếu kinh nghiệm ở dưới một tí thế là hồi xưa chỉ được là chung cuộc ở cái giải đấy như là chỉ được có top bốn hay nào ấy nếu như mà tôi nhớ không nhầm thế gian nếu như mà hội đấy bảo là chốc thì cũng không đúng chốc không phải là chốc mà là nếu có kinh nghiệm các bạn nếu như mà có một ngày tình cờ các bạn được lên sân khấu các bạn ngồi chơi thì các bạn nó là một cái cảm giác khác hẳn luôn nhưng cái chuyến đi thái lần đấy về nó lại chính là một trong số những cái mà nó để đời ở trong đời tôi luôn tức là các bạn phải hiểu là bịt mẹ nó cấu thành cho cái việc mình chơi điện tử về sau này luôn đấy sau cái chuyến đi thái đấy thì ở trong cái ở tại thái thì cũng có mở quan hệ chơi với cả cũng là những cái nước khác các bạn chơi ho ở những cái nước khác cũng toàn kiểu top cao thủ nhưng mà được cái lại open mối quan hệ và người ta khá tốt thế nên là kể cả sau cái chuyến đi thái về thì các bạn biết là vẫn tiếp tục open được cái mối quan hệ này lên đến một cái mức mà các bạn là bắt đầu cái hiểu biết của mình về game nó không chỉ là ở trong nước nữa chúng ta phải bắt đầu tiếp xúc với cả người nước ngoài và sau cái thời điểm đấy thì những cái game đấu của tôi nó không chỉ đơn thuần là những cái game đấu bình thường nữa rồi game đấu của tôi ở trong những cái trận phai ranh nó sẽ là những cái game của những cái thằng có điểm to con mẹ em nhất server luôn và vào tình cờ cái hồi đấy thì nó thật kiểu gần như là được khai sáng ấy sau cái chuyến đi và mình về mình chơi với cả bọn nước ngoài rất là nhiều thì thực sự đéo hiểu tại sao là cái tay của mình ở trong cái thời gian này nó có thể lên nhanh đến cái mức đấy Tức là nếu như trong cái thời điểm mà trước khi đi thái đánh giải lần đầu tiên ấy nếu như mà các kể là ok không tính là tôi đi các bạn có thể hỏi bất cả một cái bất kỳ một cái người chơi hon nào ở trong cái ở trong cái đất nước Việt Nam này các bạn hỏi thằng Mimosa đánh có thể người ta biết tôi nhưng nếu như mà hỏi thằng Mimosa chơi hon như thế nào đánh như thế nào người ta thích cũng bình thường nó thật bình thường với lại thế cũng chả có một cái gì đặc sắc cả nhưng nếu như mà một cái câu chuyện sau khi từ Thái trở về và tham gia cái giải online đầu tiên sau cái giải ở Thái và đối thủ ở chung kết chính là cái bọn vừa mới vô địch ở cái giải Thái hành hạ chúng nó ba không luôn thì mới thấy là ủ thề với cả các bạn là tay nó đã được cải thiện lên một cái mức vãi đái và thực sự là ngay cả từ cái thời điểm hồi xưa chơi hon ấy tôi đã bị sinh ra một cái bệnh ở đây là nó hơi bị ngôi sao một tí luôn bởi vì Hồi xưa ấy thật ra là mình cũng sẽ không quan tâm đến cái việc đấy lắm nhưng nếu như mà đấy ngồi thì cũng ngồi chơi rồi mày cứ thử hỏi những thằng khác tao đánh bộ kinh thôi nếu như mà nó trả lời ở đây là không ấy thế thì trò chơi kết thúc thôi các bạn Địt mẹ mà tôi phải đến tôi rủ cái thằng này solo con mẹ cho đến chết mất thế thực sự là hồi xưa sau cái thời điểm ở thái về trời đéo hiểu thì mẹ chơi cả người nước ngoài nhiều các bạn chơi cả mấy cái thằng hay ấy. tay lên vãi lột Thế là xong đúng nhiều là cái cái thời điểm đấy thì đi. ủa bắt đầu cảm giác kiểu cái việc mà các bạn ngồi các bạn chơi ở đây cái tay nó gần như nó có thể gắn liền được vào trong trò chơi và thật sự thì cái cái điểm thì mèo khá là đáng tự hào của tôi trong cái việc ở trong cái trò chơi hon đấy thì nó có một cái này ở trong chơi tử các bạn ạ thằng đéo là chỉ cũng sẽ nghĩ mình chơi hay hết nó là một cái hiển nhiên cho các bạn luôn nếu như phải hỏi các bạn các bạn chơi tử hay không có các bạn sẽ tự nhận xét như thế thôi thế nên bây giờ kiểu cái việc ở đây quan tâm đến một người chơi hoi em chơi hay hay không ấy, sẽ đéo giờ quan tâm để hỏi người ta người ta có hay không hỏi làm gì nhưng mà được cái chơi ho thì xưa tôi đã tạo ra một tập tính Nó chính là thật ra không nào chỉ ở việt, nào việt áo nam áo nếu như mà hồi xưa ở chơi hon ở việt nam này các bạn có tình cờ các bạn chắc thật ra cho đến thời điểm bây giờ đi nếu như mà các bạn có hỏi về một cái người bạn của các bạn hay là một cái người quen hỏi người ta hồi xưa có chơi hon không người ta có lỡ bốc phét một cái chuyện là hồi xưa tao chơi hon pro lắm ấy thì các bạn hãy hỏi một câu chuyện tiếp theo đó là hồi xưa có biết tôi hay không bởi vì nếu như mà người ta nói không ấy chứng tỏ là người ta đéo pro một tí nào hoặc là người ta bốc phét còn rõ ràng hồi xưa đã phải go pro là biết tôi bởi vì ngay cả đến sư phụ tôi cũng phải thừa nhận một câu là đi mẹ bây giờ mày vượt con mẹ qua bọn anh hết mẹ rồi hay là thậm chí đến cả những cái đối thủ của tôi đó chính là ở trong khu vực sài gòn chơi những cái trò như này cái tính chất bắc nam được đưa lên rất là cao đúng kiểu là miền bắc và miền nam được đưa ra một cuộc chiến đấy bên nào giỏi hơn nhưng ngay cả trong cái thời điểm đấy kể cả là có thể thích thì hỏi mẹ cả mấy player đến từ miền nam mấy team đến từ miền nam mẹ đi thằng mimosa nó đánh như thế nào thì tôi nghĩ là cái câu trả lời chung nó chỉ là một đấy tôi để sẵn sàng tuyên mẹ bố luôn chính là hồi đấy tôi đánh hon hay mẹ nhất việt nam mất và kể cả là những cái câu hỏi đặt ra cho những cái người ví dụ như kiểu hồi xưa mở các thứ hả các bạn thì mẹ ngồi đánh ranh với tôi vào tôi chẳng củ cho toang con mẹ bị bím luôn đấy bắt bây giờ gãy con mẹ một cái cạch <laughs> <laughs> ok à. các bạn nếu như mà các bạn ở đây các bạn nói về cái việc ở đây là tôi gáy thì các bạn đã nhầm rồi đấy tôi sẽ nói cho các bạn một cái câu chuyện như thế nếu như mà bây giờ các bạn có tình cờ thấy có một cái đội tuyển nào ở việt nam mình ấy được đi tham dự bất kỳ một cái trò gì nó được gọi giải đấu cho các bạn thì thật ra là ở cái thời điểm này ấy, mấy cái trò này nó xưa rồi bây giờ một cái nó gọi là giải đấu nó rất là cơ bản ở đây thì cũng không phải gọi là mình tự hào đâu mình cũng không phải nói như nào cả nhưng ngay cả cái thời điểm bọn mình chơi ở trong cái lúc đấy ấy, ngoại trừ Starboba ra đó chính là một cái đội tuyển hồi xưa chơi đô ta một được đi nước ngoài đánh giải thì thực sự là ở trong cái thời điểm này mình cũng không nghĩ là có ai có thể được đi đánh giải nước ngoài cả chỉ có một cái đây ngay cả trong cái thời điểm này có hơi trách một tí là cái trò hon đấy hồi đấy nó chỉ được ở trong một thời điểm thôi chứ còn nếu như mà nói về thành tích và nói về trình độ thật sự để có thể là so sánh với cả các đội ở trong cùng cái thời điểm và cùng một tựa ghép thì thực sự là mình không có ngại hay là không có bị sợ một cái gì cả thậm chí kể cả là những cái tên nó kiểu thua cái cục vãi luôn kiểu là chelsea, chelsea, nutel, giai dai cái thứ hồi xưa đối với cả bọn mình thì cũng chỉ là một thằng trẻ con thôi chứ không có cái đéo gì hết. còn nói thật là nếu như mà nói về cái việc ở đây là gái thì mình cũng sẽ không nói là gái bởi vì có sao nói vậy mình hồi xưa thì mình chỉ có một cái đúng thật sự mình tự hào ấy luôn bị bạn chúng mày chỉ cần, nếu mà chúng mày có muốn tìm hiểu về tao đánh có hay hay không chúng mày đừng có hỏi tao hỏi những thằng khác rồi. thế hồi xưa nói với cả các bạn nhé, xây hòn cái đất nước này thằng béo nó chẳng thích cùng team với tôi, thế cho nó nhanh. Dm <laughs> xin mặt cười, đêm rồi cười vcl mặt cười, sạo nó sạo nó leo nhá, ok. Lại nghĩ là lại bảo là anh xạo lồn giỏi à không được rồi. Bài viết cao thủ của tôi đâu rồi ấy nhỉ nhở? Hero of World Thật là tôi biết về những cái tôi nói vừa nãy nó có, có vẻ như là hơi bị quá đà. Nhưng mà sự thật là hồi xưa tôi kinh như thế thật đấy các bạn ạ. Như thế thật luôn đấy. Chứ không phải là kinh đùa đâu. Nói với cả các bạn là như thế. <laughs> anh đánh xin hâu hay nhất là chả có cái thằng béo nào ở, trên, ở trong cái thế giới biết chơi con đấy bằng anh, anh Ông em ạ. kể bạn. tiếp về quá trình chuyên nghiệp thon đi mặt cười. Từ từ đã. Bình tĩnh đã nào hồi xưa con sios ở trong hon là một trong số những cái con và chắc là các bạn đừng có nói ở Việt Nam đến cả thế giới cũng đéo thằng đánh hay bằng tôi đâu tôi tủ con mẹ con đấy rồi nó gần đến mức mà các bạn phải hiểu là không gặp Việt Nam ấy không ban con đấy thúc có kết thằng đơn giản giết ra là... em anh à em không có mà thật nên ra thì từ nên giết chết ai Việt Nam hoặc thế giới chỉ có thằng kiểu chủ. đấy thôi mà cảm ơn bạn hưng nhất từ từ nhé ơi đợi anh một tí Hức ơi anh sẽ đọc lại cái đôi nét này bây giờ đây cái con xin hâu đấy thuê các bạn ở trong hon thì Hồi xưa ấy, nó có một cái tình cờ ấy. Tất cả những cái trận đấu Việt Nam thắng nước ngoài nhờ vào cái việc... Người tôi đánh nghe cuốn hơn cả buồn mặt cười. Hon con tủ của mình là con xin hâu, không cần phải nói chuyện làm gì rồi. Các bạn phải hiểu trong cái việc chơi một cái game... chơi một cái game MOBA như thế nào ấy, việc các bạn tâm thế như thế nào các bạn rất là quan trọng. Ví dụ nhiều các bạn ngồi <laughs> chơi đánh Dota này. Ok anh ơi. Nhá. Các bạn ngồi đánh Dota này này, thật ra là đấy cái việc các bạn vào pick một con tướng các bạn vào chơi theo một cái gì vẫn là các bạn bắt chiếc người ta thôi đó do các bạn không tìm hiểu và thật ra là cái hồi xưa tôi chơi hon tôi đã được dịp trải nghiệm là người đứng đầu meta rồi tức là các bạn đéo chơi theo ai cả các bạn chơi theo ý cho anh em xem ai đi nào mặt chơi người. Con này nhiều vị đánh giải nhiều topic không tao là thằng sẽ vẽ ra con đấy thì hồi xưa ở trong hon hồi xưa nó có một cái con hero rất là bệnh hoạn nó tên là con chem bồ con chem bồ đấy về cái so sánh nó rất là giống cái con brut ma ở trong dota ấy hồi xưa con đấy rất là bệnh Thế là hồi xưa tôi nhưng mà con đấy bệnh ở một chỗ nhưng mà hồi xưa nó cũng khá là nhiều người chơi nhưng mà hồi xưa tôi chơi con đấy tôi cũng phải thắng khoảng tầm một trăm trận ranh liên tiếp đéo thua nổi một trận nào luôn nó sinh ra một cái là người ta chơi có đến nhiều quá giờ phải làm nhau bây giờ theo hồi xưa tôi mới nhìn sư phụ tôi chơi ông duy txl ông chơi con ninja con xin hầu ấy nhiều quá thế là tôi bắt trước chơi theo và đã chơi được đến một cái mức là cái phớt có thể thắng con mẹ luôn đéo cần biết là thằng nào các thầy các bạn đít con mà ủa thầy các bạn có hồi xưa khệnh vãi luôn đéo phải là khệnh thường đít mẹ mình cảm giác nhìn thấy có cái thằng mimosa ở trong tim kia nhá bố mới cho mày một cái suy nghĩ về cái việc ban để con ninja để đi đấy một này hai này không ba nó bùm vào thua hai trận sau ba con đấy thôi việt nam thua mẹ cả hai trận đéo biết làm nào cay vãi lột thề mà bạn nó còn đi dài nó cho khỏe vãi lột thề vợ các bạn <laughs> nhưng còn hồi xưa cái là tạo ra meta sướng lắm các bạn người ta bắt trước mình để mình cao tơ chứ còn mình không đi bắt trước thằng nào cả thế nên trò chơi nó sẽ đưa cái nó nó theo ý mình ở cái chỗ đấy ui mẹ một khi tôi phải xăm một con đấy lên người mất nói thật cả các bạn cho đến nay mình nhớ vẫn thấy đánh con này hay thật <laughs>